Ngoại trưởng Ý viếng thăm Trung Đông, tin từ Jerusalem. Ngoại trưởng của Ý ông Giulio Terzi nói rằng Ý đang giữ một vai trò quan trọng trong việc áp lực Iran mở cửa cho các thanh tra quốc tế quan sát chương trình nguyên tử của nước này. Ngoại trưởng Terzi đã mở cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Shimon Peres tại thủ đô Jerusalem. Ngoại trưởng Terzi viếng thăm Do Thái và Tây Ngạn trong 2 ngày, và ông ta là một trong những nhà ngoại giao đang tới Trung Đông để thảo luận về sự quan tâm của Do Thái đối với chương trình nguyên tử của Iran và các vấn đề trong vùng. Do Thái đã nhiều lần làm cho các nước Tây phương lo ngại nước này sẽ đơn phương tấn công quân sự các cơ sở nguyên tử của Iran. Tổng thống Peres nói rằng Iran muốn làm thay đổi Trung Đông, và ông ta chắc chắn Hoa Kỳ và châu Âu không thể để cho Trung Đông rơi vào tay của Iran. Trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Terzi sẽ gặp Thủ tướng của Do Thái ông Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Avigdor Lieberman trước khi sang Tây Ngạn gặp các viên chức Palestine. Trong ngày Chủ nhật tuần trước, Thủ tướng Netanyahu đã nói trong phiên họp nội các rằng cấm vận quốc tế tạo áp lực lớn cho nền kinh tế Iran, nhưng nước này tiếp tục tiến hành chương trình nguyên tử. Mặc dù không chỉ trích chính phủ Tổng thống Obama, giới chức Do Thái muốn Hoa Kỳ có ngôn ngữ cứng rắn hơn trong việc tuyên bố có thể dùng quân sự để ngăn chặn Iran có bom nguyên tử. Iran luôn tuyên bố chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục đích hòa bình. Do Thái là quốc gia duy nhất có kho vũ khí nguyên tử ở Trung Đông, coi Iran là sự đe dọa của sự sinh tồn của họ.